Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc à, Cũng như là chia sẻ kỹ hơn với các bạn cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì có mấy loại à, Vâng thưa các bạn Chúng ta thì đều biết rằng tại Hàn Quốc, sâm được xem như là một trong những loại dược liệu quý hiếm, mang lại nhiều công dụng tuyệt vời với sức khỏe của con người đúng không ạ? Khi đến Hàn Quốc thì chúng ta rất dễ dàng thấy các món được chế biến từ sâm, như là sâm chiên giòn, gà hầm sâm, hay thậm chí là sâm ăn sống, salad sâm, gỏi sâm đúng không ạ? Và hiểu được những công dụng tuyệt vời từ sâm, thì các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời rất nhiều sản phẩm, và cao hồng sâm là một trong những dòng sản phẩm nổi bật được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Và Kiều Anh cũng đã có chia sẻ rất nhiều, đó chính là sản phẩm cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc thì được chọn lọc từ những củ sâm tươi 6 năm tuổi với chất lượng hoàn hảo và được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại để cho ra đời dòng sản phẩm cao hồng sâm vô cùng chất lượng và tuyệt vời như thế này đây. Và với dòng sản phẩm cao hồng sâm đến từ Hàn Quốc này thì có những công dụng chẳng hạn như là giúp tăng cường hệ miễn dịch tăng cường sức đề kháng sức khỏe của chúng ta ngăn chặn một số căn bệnh nguy hiểm như ung thư giúp điều hòa huyết áp đồng thời là ngăn chặn quá trình lão hóa sớm và giúp cho chúng ta được khỏe mạnh hơn vâng với những công dụng tuyệt vời như vậy và với nhiều nghiên cứu đã chứng minh thế nên sản phẩm cao hồng sâm đã và đang được rất ưa chuộng và được rất rất nhiều người sử dụng ở bên cạnh đó thì vẫn còn có một bộ phận khách hàng chưa biết rằng nên sử dụng dòng sản phẩm cao hồng sâm này như thế nào và cao hồng sâm thì có mấy loại? ngày bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào ở câu hỏi đầu tiên. Đó chính là cao hồng sâm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì có mấy loại? À, như các bạn có thể thấy thì hiện tại trên bàn Kiều Anh đang có hai hộp cao hồng sâm, đều là cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc. Và những dòng sản phẩm này thì đã được chứng minh cũng như là kiểm nghiệm rõ ràng trước khi tung ra thị trường. Ở à, đây là dòng sản phẩm cao hồng sâm 4 lọ với những củ hồng sâm 6 năm tuổi được chọn lọc kỹ càng và với sản phẩm này ở được sản xuất dưới dạng 4 lọ thì sẽ chuyên dành cho những khách hàng mà có nhu cầu dùng nhiều cũng như là dùng trong thời gian dài và dùng với số lượng lớn. Và với việc chúng ta mua 4 lọ liên tiếp như thế này trong một hộp thì sẽ giúp cho chúng ta được sử dụng lâu hơn. Đồng thời là khi mà chúng ta hết sản phẩm cao hồng sâm, chúng ta sẽ không phải chờ đợi để mua tiếp hộp tiếp theo và chúng ta sẽ có để dùng luôn ngay lập tức. Vâng, và nếu như bên tay phải của Kiều Anh là dòng sản phẩm cao hồng sâm 4 lọ thì hiện tại bên tay trái của Kiều Anh là dòng sản phẩm cao hồng sâm 2 lọ hay còn gọi là cao hồng sâm đôi. Sản phẩm cao hồng sâm 2 lọ này thì sẽ dành cho những khách hàng mà chúng ta muốn trải nghiệm trước về những công dụng cũng như là tác dụng của dòng sản phẩm cao hồng sâm, đồng thời là chúng ta sử dụng với số lượng ít và liều lượng ít. À, vâng, tuy nhiên thì Kiều Anh vẫn phải ghi chú cũng như là chú ý tới các bạn. Đó chính là dù dòng sản phẩm là cao hồng sâm 4 lọ hay là hai lọ thì chất lượng của chúng ta vẫn giống như nhau. Chỉ khác ở chỗ là một bên có 4 lọ và một bên có hai lọ thôi ạ. À. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng là dòng sản phẩm cao hồng sâm tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ sử dụng như thế nào để có được ở tác dụng tuyệt vời nhất thì Kiều Anh xin được chia sẻ kỹ hơn sau đây. Với dòng sản phẩm cao hồng sâm này thì đã được chế biến ở dưới dạng cao vô cùng thơm ngon cũng như là tiện để chúng ta sử dụng rồi. Thế nên thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh nhá. Là với hai dòng sản phẩm cao hồng sâm hai lọ và bốn lọ như thế này thì chúng ta đều có một cách dùng chung, đó chính là mỗi ngày chúng ta sẽ sử dụng hai lần, mỗi lần chúng ta sẽ sử dụng trước bữa ăn từ 15 cho đến là 30 phút và mỗi lần sử dụng thì các bạn hãy nhớ là chúng ta dùng một cho đến là hai thìa cao hồng sâm pha trực tiếp với nước ấm và chúng ta uống ngay lập tức. Ở ngoài ra thì các bạn cũng có thể là pha với đường hoặc là mật ong để chúng ta tăng hương vị thơm ngon hơn. Các bạn hãy nhớ nhé là với sản phẩm cao hồng sâm này chúng ta hãy pha trực tiếp với nước ấm và uống luôn. Với việc uống như này thì sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh, tỉnh táo hơn. Đồng thời như Kiều Anh đã chia sẻ, sử dụng cao hồng sâm trong thời gian dài sẽ mang lại những hiệu quả nhất định cho cơ thể, như là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, ngăn chặn được nhiều căn bệnh như ở nguy hiểm như là ung thư, tim mạch, ở đột quỵ hay thậm chí là còn giúp cho chúng ta điều hòa huyết áp tuyệt vời. Và tất nhiên rồi, với một sản phẩm tuyệt vời thì chúng ta cũng nên mua tại những địa chỉ uy tín. các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm cao hồng sâm 365 đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.